trường với máu đổ xương rơi. Hàng hàng lớp lớp các anh được tăng cường cho các chiến trường khắp bốn vùng chiến thuật. Lớp này nằm xuống, lớp khác tiến lên thay. Quốc gia hân vong, thất phu hữu trách, thân làm trai phải làm đất để trời. Các anh đã xung phong vào quân đội hào hùng với các quân binh chủng không quân, hải quân, biển độc quân, nhảy dù, thủy quân lục chiến. Đã dám lên đầu địch những trận kinh hồn thất bại. Nơi nào cũng có dấu vết bốt đờ xô. Nào công tu, bình giả, nào đắc tô, khe xanh, hạ thảo. Trải dài từ Bến Hải đến Cà Mau, Đông Hà, Quảng Trị. Các anh giữ từng tấc đất, từng bụi cây. Các anh đã chiến đấu hào hùng. Máu của tự do đã hứng sới cho cây cỏ quê mẹ được xanh tươi, cho toàn dân được yên vui nơi phố thị. Trên thế giới, chưa có một quân đội nào chiến đấu anh dũng trong những hoàn cảnh thiếu thốn khổ cực như quân lực hiện nay. Quý vị đang thưởng thức bộ phim Đà Lạt, Trường Robbie và Dấu Binh Lửa do cựu sinh viên sĩ quan Đinh Tiến Đạo 324 thực hiện. Đây là tiếng nói gia đình Robbie Đà Lạt. Hơi bước chân du trên trung thiên.
trời dọc ngang bồng bềnh, dày xô màu bụi sông, thanh thủy quân lục chiến, quân địch rất bao dân, anh lính trẻ không quân, giải ngay theo quân bạn. Hãy subscribe.